thoải mái. Không muốn học có buồn mệt. Muốn lịch tập ba thì hôm nay chúng ta sẽ được chủ đề về việc tìm hiểu các loài rau chúng ta không bắt thân thôi. Mình cũng chơi bữa là mệt rồi đó. Bên cạnh đó lương con gọi là tình trạng viêm mạng. Nếu thương về sự bình yên như gì cả đội loan đến quán bệnh viêm như muốn khớp lưu bút hoặc bình bút máng tay da là thực phẩm do vitamin và khoáng chất. Chỉ cần nửa tỏi đưa ra mang tay cứ cung cấp 1/30 con có lá thân này. Nhiều xe nhanh vitamin K, vitamin vitamin bệnh tử và giúp thai nhân ngăn ngừa. Dị tật bẩm sinh ở thân tính trong thai kỳ. Dị tật thân tính
hai kia. Một số miếng kiểu trống ở miền chị đã ăn. Mắm tay cỏ thì cỏ lên cho quan quan cách. Bộ rồi chức năng trao đổi chất. Và bảo vệ gắn kiểm là độc tính. Bắt cải đỏ, bắp cải thuộc họ rau cải, và cùng chữa nhiều chất chống oxy hóa. Cũng như cả đặc tính chống oxy hóa khác. Tăng cường sức khỏe,
đi vô quầy ba để đến là kết thúc. Cảm ơn cả ba đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.